Xin chào tất cả các em. Ở video giảng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi sang bài số 8 ở trong quyển vở bài tập toán 4 lớp 1 nhá. Tập 1 nhá. Chúng ta sẽ đi vào bài hàng và lớp. Bài số 1 ở đây viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ trống này. 48.119 đúng không ạ? 48.119. Như vậy các em sẽ viết cái phần số ra đây trước. Vậy chúng ta có 48.000 này. 119 này. Đấy. Và các em sẽ viết các cái số từ sau các em viết trở lại. Số 9 này ở vị trí hàng đơn vị, các em viết 9 này. Sau số 9 rồi đến số 1 ở hàng chục này, các em viết số 1 này. Số 1 này ở hàng trăm này. Số 8 này ở vị trí hàng nghìn này. Số 4 này ở vị trí hàng chục nghìn này. Được chưa? Như vậy nó sẽ trống cái ở vị trí hàng trăm nghìn để trống. Tiếp theo ở đây các em sẽ viết là 632.000. Đấy, ba số đầu các em viết, xem thêm chữ nghìn vào, đọc tiếp ba số cuối 730. Như vậy 632.000. Đấy, 632.730. Và các em cũng viết lần lượt từ dưới viết lên. Số 0 này ở vị trí hàng đơn vị. Đấy, viết từ phải sang trái. Số 3 này vị trí hàng chục. Số 7 này ở vị trí hàng trăm. Số 2 ở vị trí hàng nghìn. Số 3 này ở vị trí hàng chục nghìn. Số 6 ở vị trí hàng trăm nghìn. Tiếp theo em sẽ viết đúng các cái số này. Đây chính là số 360.715, các viết số ở đây. Theo đúng cái thứ tự này, kem bê sang đây. 360.000 715. Vậy các em sẽ đọc này, ba số đầu các em đọc 360 rồi các em thêm nghìn vào. 360.000. Được chưa? 360.715. Sang bài tập số 2. Viết vào chỗ chấm theo mẫu. Bạn nào mà chưa xong bài tập số 1 thì em có thể dừng bài giảng của cô một chút. Viết vào chỗ chấm theo mẫu chữ số 3. Chữ số 3 trong cái số 876.325 thuộc hàng nào? Như vậy này, đây này, hàng này là hàng đơn vị này, hàng chục này, hàng trăm này. Như vậy số 3 này thuộc hàng trăm. Mà các em nhìn này, cái hàng trăm này thì nó thuộc ở lớp đơn vị, đúng không ạ? Đây này, các số này thuộc hàng trăm này, hàng chục, hàng đơn vị. Ba cái này thì nó nằm trong lớp đơn vị. Nếu mà thuộc hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn thì nó sẽ thuộc trong lớp nghìn. Đấy, như vậy tiếp theo đến chữ số 6. Chữ số 6 trong số là gì? 678.387. Và thuộc hàng gì? Thì chúng ta sẽ đếm này. Đây là hàng đơn vị này, hàng chục này, hàng trăm này, hàng nghìn này, hàng chục nghìn này, hàng trăm nghìn. Như vậy số 6 này thuộc hàng trăm nghìn, đúng không ạ? Như vậy các em sẽ điền ở đây, đó là hàng trăm nghìn. Hàng trăm nghìn, hỏi nó thuộc lớp nào? Như vậy trăm nghìn này, các em nhìn này, trăm nghìn này, thì nó nằm trong lớp nghìn. Lớp nghìn bao gồm trăm nghìn này, chục nghìn này và nghìn này. Ba cái này nằm trong lớp nghìn. Như vậy trăm nghìn thuộc lớp nghìn. Như vậy ở đây nó sẽ thuộc lớp nghìn chứ không phải là lớp đơn vị nhá. Tiếp theo chữ số 5.
Chữ số 5 trong số 875.321 thuộc hàng nào? Đây là hàng đơn vị này, hàng chục này, hàng trăm này, hàng nghìn này. Như vậy số 5 này thuộc hàng nghìn. Hàng nghìn, vậy thì hàng nghìn đây này, hàng nghìn này. Hàng nghìn thì nó thuộc ở trong lớp nghìn, đúng không ạ? Ba cái này thuộc lớp nghìn. Như vậy đây là thuộc lớp nghìn. Được chưa? Cứ hàng nghìn này, chục nghìn và trăm nghìn thì nó nằm trong lớp nghìn. Đơn vị chục trăm thì nó sẽ nằm trong lớp đơn vị. Đây, trong các số này 972.615, cái chữ số nào thuộc hàng chục nghìn? Vậy các em sẽ đếm ngược. Đây là đơn vị này. Đơn vị này, chục này, hàng trăm này, hàng nghìn này, hàng chục nghìn. Như vậy số 7 này, đúng không ạ? Số 7 này nó sẽ thuộc hàng chục nghìn. Và hàng chục nghìn thì nó nằm trong lớp nghìn. Giờ tiếp theo, trong các cái dãy số là 873.291, chữ số nào thuộc hàng hàng chục nhá. Đây là hàng chục. Hàng chục chúng ta sẽ có, đây là đơn vị này, hàng chục này. Như vậy chữ số 9 này thuộc hàng chục. Được chưa? Và hàng chục này, hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm, nó nằm trong lớp đơn vị. Như vậy đây thuộc lớp đơn vị. Đây lớp đơn vị có 3 cái này, trăm này, chục này, đơn vị này, thì nó nằm trong lớp đơn vị. Như vậy đây hàng chục thì nó sẽ nằm trong lớp đơn vị. Tiếp theo, 873.291, chữ số nào thuộc hàng đơn vị? Hàng đơn vị là chữ số này, chữ số 1. Mà hàng đơn vị thì hàng đơn vị nó nằm trong lớp đơn vị, như vậy nó thuộc lớp đơn vị. Đấy, đơn vị. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1 và bài tập số 2. Sau bài tập số 3, bạn nào cần hãy dừng video giảng của cô ở đây nhé. Bài 3 này. Đây là chúng ta có các cái số, đúng chưa? Giá trị của số 2. Số 2 này, đây là chục này. À đây là đơn vị này, đây là chục này, đây là trăm này. Như vậy 2 này ở vị trí 200 thì 200. Đúng chưa? Tiếp theo chữ số 3 này, đây là đơn vị này, đây là chục này, đây là trăm này, đây là nghìn. Như vậy con 3 này là 3.000, đúng không? Như vậy em sẽ ghi là 3.000. Con số 5, đây là hàng đơn vị này, hàng chục này, hàng trăm này, hàng nghìn này, hàng chục nghìn này, trăm nghìn. Như vậy con 5 này chính là 500.000. Như vậy chính là 500.000. Tiếp theo đến cái số này, 254.316. Chữ số 2 ứng với giá trị nào? Đây là đơn vị này, hàng chục này, hàng trăm này, hàng nghìn này, hàng chục nghìn, trăm nghìn. Như vậy 2 này là 200.000. Ở vị trí 100.000 mà, 200.000. Đến số 3. Số 3 này thì đây là hàng chục này, à hàng đơn vị này, hàng chục này, hàng trăm này. Như vậy 3 này ở vị trí hàng trăm, tức là 300. Đến số 5 thì người ta có đơn vị này, chục này, trăm này, nghìn này, chục nghìn này. Như vậy 5 này là ở vị trí chục nghìn, tức là 50.000. 50.000 tức là 50.000 này. Tiếp theo 123.456, chữ số 2. Đây là đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn. Như vậy đây con 2 này là 20.000. 20.000, đấy, tức là 20.000. Chữ số 3 này, đếm này, đơn vị này, chục này, trăm nghìn. Như vậy 3 này chính là 3.000. Chữ số 5, đây là hàng đơn vị, đây là hàng chục. Như vậy là 50. 50 tức là 50. Cuối cùng chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4. Viết số thành tổng theo mẫu. Như vậy, các em sẽ xem lần lượt các số này ở hàng gì. Con số 6 này, đây là hàng đơn vị này, chục này, trăm này, nghìn này, chục nghìn này. Như vậy đây là 60.000. Các em viết thành 60.000. Con 6 này ở vị trí hàng chục nghìn mà. Em thấy 60.000 này.
cộng con 5 này ở hàng nghìn, tức là cộng 5.000. Con 7 ở hàng trăm là 700. 6 này là 60, 60 và cộng với 3 đơn vị. Tương tự đây này, đơn vị này, chục này, trăm này, nghìn này, chục nghìn. Như vậy 7 này là 70.000. 70.000 tức là 70.000 đấy. Con 3 này ở vị trí hàng nghìn này, thì các em cộng với 3.000. Con 5 này ở vị trí hàng trăm này, 500. Con 4 này ở vị trí hàng chục, 40, cộng với 1 đơn vị. Đây là hàng đơn vị này, hàng chục này, hàng trăm này, hàng nghìn. Như vậy con 6 này là 6 ở vị trí hàng nghìn, tức là 6.000. 5 này ở vị trí hàng trăm, 500. 3 này ở vị trí hàng chục, 30, cộng thêm 2 đơn vị nữa. Đây, đơn vị này, hàng chục này, trăm này, nghìn này, chục nghìn này. Như vậy con 8 này là 80.000. 80.000 tức là 80.000. 3 này ở vị trí hàng nghìn, cộng với 3.000. 0.000, 0.000 thì em bỏ qua. 70, tức là 70, cộng 1 đơn vị. Tiếp theo, đơn vị này, chục này, trăm này, nghìn này, chục nghìn. Như vậy đây là 90.000. 90.000 tức là 90.000. 0.000 thì không cần phải ghi. 0.000 không cần phải ghi. Đấy, 20. 5 đơn vị. Như thế là trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong bài 8 hàng và lớp trang 10 của vừa bài tập toán lớp 4 tập 1. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video học tiếp theo.